đây, kinh nghiệm mình muốn chia sẻ là về mẹo làm thế nào để ôn thi sao cho hiệu quả nhất. Đầu tiên là về vấn đề các bạn luyện đề. Giai đoạn này luyện đề rất là quan trọng và cần thiết đối với mỗi người chúng ta. Nhưng mà luyện đề như thế nào mới thật sự là hiệu quả? Thì theo như kinh nghiệm bản thân mình rút ra được, cũng như là các trải nghiệm của các bạn khác cùng khóa với mình, thì mình thấy các bạn không nên giải quá là nhiều đề trong một ngày. Các bạn trong một ngày tối đa các bạn chỉ nên giải 3 đề, mỗi môn 1 đề. Thời gian còn lại các bạn hãy nghỉ ngơi và giải các bài tập liên quan để các bạn khắc phục được những lỗi sai đó, và để cho não các bạn có thể thấm được, nhớ được những cái lỗi sai để mà sau này khi mà bước vào thi các bạn có thể rút kinh nghiệm và ghi nhớ được chúng chính xác những gì mà bạn đã mắc phải. Cái điều quan trọng thứ hai là cách các bạn giải lao. Các bạn thường hay có cái tâm lý là các bạn giải lao, các bạn vẫn giữ những cái mà các bạn đang vướng phải, vướng mắc trong những cái bài tập hay những cái vấn đề mà các bạn vừa học khi nãy. Các bạn lâu ra các bạn cũng vừa giải lao, các bạn vừa suy nghĩ. Cái cách đó nó không thực sự là hiệu quả, bởi vì não mình chúng ta cần nghỉ ngơi, chúng ta đã quá căng thẳng sau những giờ học. Nhưng mà nếu các bạn vẫn cứ suy nghĩ thì não sẽ không thể nào mà làm việc tốt trong những cái giờ học tiếp theo được. Và đôi khi những vấn đề mà bạn đang cần phải giải quyết, nó chỉ có thể giải quyết sau khi não các bạn có thể nghỉ ngơi một cách đầy đủ, thoải mái nhất. Nếu các bạn cứ suy nghĩ mãi trong lòng thì khi các bạn vào học lại, các bạn sẽ vẫn theo một cái lối mòn cũ, các bạn không thể làm được gì mới cả. Rồi cái tiếp theo ấy là cái vấn đề ăn uống. Các bạn không nên ăn quá no, cũng không nên để quá đói. Não chúng ta cần nhiều năng lượng hơn bạn tưởng nhiều. Khi các bạn suy nghĩ thì não cần rất là nhiều đường, bởi vì đường nó là một trong những cái nguồn năng lượng chính của não. Nhưng các bạn không nên lạm dụng bánh kẹo hay nước ngọt, trà sữa. Các bạn chỉ nên ăn những loại trái cây để bổ sung có lượng đường tự nhiên tốt cho cơ thể, cũng như các loại vitamin khoáng chất khác. Và đó là ba mẹo cơ bản mà mình muốn khuyên dành cho các bạn. Chúc các bạn sẽ áp dụng thành công trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào thân ái. Chúng tôi hiểu thí sinh Gen Z đang gặp khó ở đâu, lăn tăn điều gì. Hãy dõi theo series video Thủ khoa tiếp sức Gen Z trên báo Thanh Niên, và các thủ khoa sẽ gỡ rối cho các bạn. Trong series video này, 10 thủ khoa của các trường đại học sẽ đồng hành cùng thí sinh. Họ chia sẻ tất cả các thủ thuật, mẹo và bí quyết đã giúp họ chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình do báo Thanh Niên thực hiện với nỗ lực nối lại những điểm giao tương đồng của suy nghĩ, trăn trở, khát vọng và ước mơ của các thế hệ thí sinh. Hãy dõi theo thủ khoa tiếp sức Gen Z để có thêm hành trang trước bước ngoặt của tuổi trẻ.